Ôi cô ba ơi, cái quầy chuối bự quá chừng bự luôn nè cô ba. Trời, đúng rồi đó, con biết sao không, quý vị biết sao không, quầy chuối này cũng hơi nhỏ đó quý vị, tháng là không nắng đó quý vị chứ tháng mưa rồi ấy. Nãy nào nó lấy chà bá luôn quý vị, nói thiệt quý vị, một quầy chuối mà nó thiệt chị em bợ không nổi luôn á, bị nặng quá á, em bợ gì nổi, Đất của mình mình chắc chỉ có em đốn em bợ không nổi thiệt. Cái mỗi lần chi đốn mà quầy bự cái em kêu em của em cậu Sáu hơi già đốn phụ mình chị đi, chứ cái quầy này chị đốn không nổi thôi, cậu Sáu bợ đi, có gì chị đốn sao bỏ quà chuối hôn có nào. Quý vị cô ba sao? Kể gì chuyện của bác hai ở rồi. cái để gì đó kể cho quý vị nghe câu chuyện này nè, quý vị biết sao không? Quý vị hồi đó hai anh em, cái anh trai cũng chưa có gia đình mà em đây cũng chưa có gia đình, cái anh hai em mới nói thôi bây giờ á em gái hỏi có chị anh hai, em gái biết sao không, khuya nay em gái nấu nấu con nếp đậu xanh đi, có hơn chi anh hai, hai anh em mình đã đi xuống với dịch Uma đi chạy dạch Uma, mà quý vị biết sao không, nghe nói dạch Uma nhưng mà qua cầu Bến Lức á quý vị, qua cầu Bến Lức á, đầu cái sông đàng hoàng, cái nói thôi trưa nay em nấu nộm nếp, cái hai anh em mình á là đi xuống chài tôm dữ lắm, thì tôm cũng nghe, hả, tôm nghe nói sông hả cô ba, nghe nói tôm chứ mà thật lòng là mình hồi đó giờ mình mới, quý vị biết sao không, mới xuống lần đầu tiên, cái đi chạy dưới đó mà hai anh em tôi nói thấy cười lắm, chài hả tôm có đâu bao nhiêu đâu quý vị, mà đi xa lắm, dạch Uma xa lắm, chài hả có mấy con tép chứ nhiều chứ là mấy con cá, dù quý vị biết sao không, hồi đó nào ngay tại vì sao ít quá, cái giả bộ ghé bên cái tiệm đây nè đặng bán, nhưng mà thật lòng là quý vị biết sao, má bắt đầu có lấy tiền, dụ như là làm quý vị mấy anh em làm có tiền thì bỏ túi chứ má bà không có, bà cho chứ bà không có lấy tiền, rồi xong đồng hoàng cái quý vị biết sao không, cái mấy ghé dạch Roma mà chài không có, cái mấy em thì em thấy tao nói bần á quý vị biết sao, bần mà trái nào trái nấy bự quý vị, trời ơi trái bần gì mà em la, em nói thôi giấu anh hai à, cái anh nói cái gì vậy, thôi ôi hái một khoang bằng luôn quý vị, đâu ở dưới dạch Uma, dưới dạch Uma quý vị, quá chừng trái nào trái nấy nó bự, la làng la sớm quý vị, la quá chừng, nó nói cái anh hai nói làm gì mà la quá chừng la vậy, cái xong đàng hoàng cái quý vị biết sao, đem viện khoang bằng nó thiệt quý vị, hái thì hái cho nhiều vậy chứ gì, có ăn uống bao nhiêu quý vị, chừng mấy trái à, bằng mới nào ngay bằng sắp chín đó quý vị, nó chua lắm, cái xong đàng hoàng về kể quý vị nghe, rồi xong cái hai anh em nói thôi chắc cũng vài bữa nữa, hai anh em bây giờ ngày đó má mà không có đi thơm, thôi bây giờ hai anh em anh hai Vũ, hai anh em mình đi lên trên Lương Hòa mua thơm để quý vị nghe, đi mua thơm á quý vị, mua thí dụ như bây giờ thơm mình thơm cợi quý vị, thí dụ mua đồng hả? Đồng rưỡi bán con đồng quý vị, tao dội nó thiệt chứ tao nói buôn bán cái gì lỗ mấy quý vị ơi, về xong đồng hoàng cái thôi lỗ đó, cái kể quý vị nghe, cái hồi đó má em cái mấy sang đất cái trên ấp 10, cái xong đồng hoàng lúc đó là bị quý vị biết xong thơm là sang đất là có thơm luôn, cái má em mới nói thôi bây giờ nào ngay thơm nhiều quá mà bây giờ ăn đâu có hết, cái má em mới kêu em thôi bây giờ con đi gánh đi, lúc đó nói thì cứ nghỉ nhà ở ngoài giàm, rồi xong khi đàng hoàng má em mới nói thôi bây giờ gánh thơm đi bán đi con, cái em mới nói vậy nè, nói thiệt quý vị, nói hồi má ơi đi ngại quá mắc cỡ quá, tự nhiên giờ kêu đi bán thơm biết sao bán ế sao má, cái nó thì thôi kệ đi đại đi con, nói thiệt với quý vị biết sao quý vị, đầu tiên cái hồi đó gánh thơm, nói thiệt quý vị qua cái cầu đưa qua bên sông đi, cái quý vị biết sao không, cái em đi bán cái em nói vậy nè, nhà em đâu có giao lên quý vị, cái nhà nào em cũng ghé, bắt đầu xong cái em ghé nhà này nè, cái em mới nói vậy nè, anh ơi anh làm ơn anh giúp giùm em mua giùm em hai trái thơm đi anh, cái anh nói trời ơi nghe thiệt, nói nghe anh xưng em nghe tôi nổi ốc, nó anh ơi đừng có nổi ốc tại giúp giùm em đi, tội nghiệp em lắm anh ơi, tại vì thơm nhà của em chứ không phải là em đi mua đi bán lợi, kệ anh mà giúp một cặp không được thì giúp cho em một trái cũng được anh, nói thiệt quý vị biết sao không, quý vị em nói vậy nó nào ngay cái cô bác bà thương quý vị biết sao không, một chút xíu em bán gánh thơm hết chừng, cái em mới kêu má em, má ơi dước con má ơi, cái má nói vậy nè, ủa con giờ cái gánh thơm con gửi đâu, cái quý vị biết sao, em mới nói trời con bán hết chừng má không tin, cái má em nói con nghĩ sao mà con bán là lẹ vậy, trời con bán hết chừng má không tin con, thiệt con bán hết chừng, cái quý vị biết sao, cuối cùng là bán lời hay bán lỗ, bán hay nào ngay biết lời lỗ không biết, ví dụ như giờ anh đồng ngốt em bán đại nó kệ đi, em bán đại chứ giờ thơm nhà mà, cái quý vị biết sao, nhà em hồi đó ngoài giàm cái có cái đìa quý vị, cá cũng như lâu quá tháo bây giờ nhiều quá quý vị ăn đâu có hết, cái má em mới nói thôi giờ cá nhiều quá thôi giờ đi bán bớt đi con, cái em mới đi bán, cái em nhà là em không có giao lên, em nhà này em gá anh làm ơn giúp giùm em một tí lô đi anh, nó thôi nó tao nó không có mua, cái quý vị biết sao không, không mua em năn nỉ, em ngồi em nói giờ anh ơi giúp giùm em đi mà anh không mua em ngồi hoài, cái quý vị biết sao không, thấy ta mua giùm nửa ký, cái xong đàng hoàng quý vị biết sao, cái em chuyển qua hầu đó bà cô của em, cô Mười của em là đi Đà Lạt mới mua áo ấm á quý vị, mua áo ấm về mấy kêu
thôi con ơi con, bây giờ con đi với cô Mười, hai cô cháu mình giờ đi bán áo ấm mà nhiều quá, bị gì mua bán mà quý vị, phải vì một hai cái thì mặc nó hết này, nhiều quá. Cái em mới đi theo với bà cô Mười, cái em ở nhà nào cũng ghé, cái em nói thiệt chứ quý vị, không mua em nói cho mua, em mua nói cho mua mà hở là tao nói kêu bằng hả đặng cho quý vị biết sao không, đặng là cho cô bác tao mua, không mua bây giờ mua giúp giùm cho con đi. Cái bắt đầu hồi đó cái bác này ở nào ngay cái bác này thì thương má em, mà má em nói thiệt chứ quý vị biết sao không, má em là chê cái bác này lùn nhỏ con, má em không có ưng. Giờ cái em mới nói về là ba mua giùm con cái áo ấm đi ba, mua cho má cái áo ấm đi ba. Cái bác này nè, cái nói đã tao nói không có mua. Trời, ba nó thiệt, cái ba mà không mua con nói hoài, chừng nào ba mua con mới đi, mà ba không mua là con ngồi hoài luôn á. Cái bác nói vậy nè, nhỏ này thiệt chứ đáng tao không mua mà nó hoài nè. Trời, ba mà không mua con ngồi hoài luôn, giờ ba nghĩ sao, ba không mua giúp giùm con đi, con mang ơn mình cũng khổ quá mà ba. Cái xong đàng hoàng nói thiệt với mấy quý vị biết sao không, nhà nào cũng mua giá quý vị, cái em ghé là mua, em ghé là mua. Còn em kể cho quý vị nghe cái câu chuyện này nè, tao nói đi bán mít mà nhỏ em bên xe đầu cầu bên đây nè, cái nghĩ đi tội nghiệp nó lắm, mà nó nạo ngay mít cũng nhiều quá đi thôi. Giờ nó nói chị ba, nó dụ em, nó thôi chị ba bây giờ mít em nhiều quá, bây giờ ăn không hết thôi chị phụ em đi bán. Cái kể cho quý vị nghe, cái nó nói vậy nè, thôi bây giờ cái gì kia em mới nói vậy nè, kể đi gì cái gì, tội nghiệp nhà con mít biết sao không, cũng nhiều quá, nó nạo ngay nó thì quý vị ăn không có hết thôi, giờ kể giúp giùm con đi dì hai, giúp giùm con, kể mua của ai cũng vậy, mua giùm con cảm ơn. Cái tội nghiệp lắm. Em quý vị biết không, em thiệt tình. Còn nhỏ em bên kia nó nói vậy quý vị nghe không, nó nói nếu mà không mua đem gì ăn. Em mới nói trời ơi em đừng nói vậy, em mà nói vậy người ta nghe người ta không có mua đâu, người ta giận á, cô bác ta giận á, em đừng nói vậy. Trời, nói thiệt quý vị nghe em, cái cô nào, cái cô bên sông này nè, tội nghiệp. Cái em gái bên sông nó cũng cỡ cái trạng nhỏ hơn em. Cái nói thiệt với quý vị hả, em nào ngay em xấu thiệt, mà em nhờ nói thiệt với quý vị, em nhờ có cái khiếu, em nhờ có khiếu, em nói cho người ta, nói ai mà không mua em nói cho mua, nói thiệt em nói cho lòi tiền ra mới được, em nói vậy đó. Còn quý vị biết sao hồi đó em trai của em ai đi bán giải, cái quý vị biết sao hôn bán giải mà quý vị biết sao hồi đó cái em nói vậy nè, bây giờ vũ chị ba và hai chị em mà lúc đó đi vô trong quý vị biết ở đâu hùng kêu bằng ở trong trong gì cái gì đó kêu ấp bốn đi vô nữa em quên cái chỗ đó rồi. Cái xong đồng hoàng mà cái mấy chị em kia người ta lội ví dụ bắt đầu người ta cắt lúa nhà, còn em thì em nói thôi giờ mấy chị em ơi, giờ mấy chị em lên bờ đi, giờ mấy chị em cứ lựa giải đi. Trời ơi giải đẹp lắm mấy chị em ơi, cái này là lên một bộ đẹp hết ý luôn, màu này hả nó hợp lắm. Em nói mà, em nói cho quý vị người ta mua mà. Cái xong đồng hoàng kể cho quý vị nghe, cái ta mua tội nghiệp lắm quý vị. Cái em nói thôi giờ mấy chị em cứ lên đi, tôi lội xuống để em lội xuống em cắt lúa xong. Em lội xuống em cắt lúa xong hồi cái nào ngay người mua khúc giải mẹ. Bán vừa bán giải vừa đi cắt lúa giùm ta luôn phải không? Giùm luôn. Nói thiệt cái quý vị em không có lệ công. Trời làm cái gì em cũng biết làm nhưng mà em không có giỏi, nhưng mà nghề nào em cũng biết cái dấu. Nói thiệt với quý vị hả? Tại vì ở nào ngay bị gì em, nói thiệt cái thân phận của em, nói thiệt quý vị, nói quý vị thương chứ. Sao vậy? Nói chuyện nói vậy nói được. Nói kệ, nhớ lại hồi mà nãy kia là nhớ hết. Nhớ công